đứng lại đó. Anh làm gì vậy? Cô không được đi đâu hết đó. Tôi nói cho anh biết nha, tôi á là tôi chán lắm rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh nè, nhìn thấy cái nhà này nè, tôi phát ngán. Anh có biết điều đó không? Cái nhà này của cô mà cô còn phát ngán, vậy chứ bây giờ cô ôm tiền qua sòng bài đó. Cô chơi, cô không ngán hả? Cô thấy sướng đúng không? Anh đừng có mà đổ lỗi cho tôi nha. Tất cả là do anh, cái thứ đàn ông bất tài, vô dụng. Sao? Anh muốn nói gì? Ý kiến gì? Luyện võ hả? Anh nhìn đi, người ta kìa, luyện võ thì càng ngày càng khỏe mạnh. Còn anh á hả? Võ sư hả? Võ sư mà nay bệnh, mai đau. Làm chỗ này 3 bữa thì người ta cho nghỉ, làm chỗ kia 100 bữa thì người ta đuổi. Tiền á thì kiếm được ít, đẩy cả gia đình về ngoại ăn giàu ở chực. Tôi nói thiệt nha. Ủa anh không biết nhục hả? Anh không biết nhục thiệt á? Anh không biết nhục, nhưng mà tôi biết nhục. Tôi nhịn không có được, anh hiểu không? Cô... Sao? Có con ở đây, cô đừng có làm xấu mình trước mặt con nữa được không? Gì? Nè, ngay cả việc muốn đánh tôi á mà anh còn không dám nữa, thì thử hỏi á, trong cái cuộc đời này nè, anh làm gì nên hồn nữa hả? Còn gì? Anh nói gì? Đừng có làm xấu mặt anh trước mặt con hả? Nè, tôi nói thiệt nghe, bộ cái mặt anh chưa đủ nhục, chưa đủ xấu hả? Hả? Im đi. Anh được lắm. Anh đánh tôi chứ gì? Sẵn đây tôi nói cho anh biết, tôi có người yêu rồi. Người đó rất là yêu thương tôi, lo lắng cho tôi chu đáo đầy đủ, không có thiếu một thứ gì hết. Không có phải là cái hạng bất tài vô dụng như anh. Anh có hiểu không? Cô càng ngày càng không ra gì. Tôi vậy á, tôi không ra gì vậy á, còn đỡ hơn phải sống với một người bất tài vô dụng như anh. Được chưa?